Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh channel của mình và mình là Thắng đây. Thì hôm nay trên tay của mình có bộ đồ chơi dân gian ô ăn quan. Mình nghĩ là mấy cái bạn nhỏ nhỏ bây giờ chắc là không biết chơi cái trò này đâu. Chỉ có những bạn mà tầm tuổi như Thắng tầm 8x, 9x thì mới biết chơi cái trò này thôi. Trò này kiểu như thuộc dạng trò của ngày xưa tuổi thơ rồi. Hôm nay Thắng sẽ rủ cái thằng camera này, tức là thằng hàng xóm này, sang đây chơi cùng với Thắng để cho tất cả các bạn xem cái cách chơi của cái trò chơi ô ăn quan này nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở cái hộp bộ đồ chơi này ra. Thì hộp bộ đồ chơi Thắng mua trên mạng đấy. Chứ bình thường nếu như ở nhà thì họ sẽ nhặt những cái viên sỏi ở ngoài đường này, xong rồi kẻ này chơi, chứ không phải mua đâu. Thắng mua cái này để cho nó sạch, cho nó đẹp thôi, chứ bình thường phải mua. Bây giờ Thắng sẽ mở ra nha. Xem nào, bên trong này là những cái viên sỏi thì không mở tốn tiền lắm. Wow, đây. Wow, cái gì đây? À, đây là bàn cờ. Ui, đây chắc là những cái viên này để chơi này. À, viên con này. À, cái bàn này kiểu như để chơi cờ vây nè. Để đây, sang cái bàn tiếp theo. Đây chắc là cái bàn này để chơi ô ăn quan này các bạn ơi. Đó, wow, nhìn này. Đó, đây là cái bàn này để chơi ô ăn quan luôn nhá. Mình đeo đây nè, mình dơ ngược này. Đây, phải dơ như thế này nó mới đúng nè. Đấy, nhưng mà cái bàn này nó hơi bé sao ấy. Thì có 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, đó. Nhưng mà cái bàn này nó hơi bé, Thắng nghĩ là bàn này nó không đủ đâu. Đây, bên trong là những con cò này. Đó, bên trong là những con cò nè. Nhưng mà cái bàn này nó bé như thế này này. Mấy cái hạt này nó to như thế này ấy, nhưng mà cái bàn cò này nó bé tí này đây. Bé tí bé tẹo luôn đây này. Đấy, nên là Thắng nghĩ là bây giờ Thắng sẽ tìm một cái gì đó, Thắng vẽ một cái bàn ra dưới mặt đất này. Ok, Thắng sẽ đi tìm một cái viên sỏi gì đấy. Đâu nhỉ? À đây đây, Thắng có mang phấn theo này. Đây. Bây giờ Thắng sẽ vẽ một cái bàn khác nha. Chứ còn cái bàn cờ này nó bé tí ra. 1, 2, 3, 4, 5, 10 ô này. Thắng sẽ vẽ một cái hình chữ nhật này. Hình chữ nhật này. Cái to. Rồi. Ui, cái này to quá. Hình chữ nhật này. 5 ô. 1 này, 2 này, 3 này. Đây, chia thành 5 ô này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đó. Và ô quan này. Đây cũng là ô quan đây này. Ok, xong. Như vậy là đã xong nha. Bây giờ mang điện thoại đây, bây giờ ngồi xuống chơi mình anh lên thằng hàng xóm này. Bây giờ mình sẽ chơi với thằng hàng xóm này nhá. Ok các bạn ơi, mình đã kẻ xong cái bàn ô ăn quan này nha. Thì bây giờ mình mới làm sẽ chơi ô ăn quan. Làm chọn màu trắng nào. Làm chọn màu trắng thì mình sẽ chọn màu đen. Ô, sao còn để mấy cái màu trắng bên này làm gì? Giá. Nam. Còn nhớ cách chơi không? Còn nhớ cách chơi không? Biết cách chơi rồi. Ây, giải mấy ô 5 viên này. Rồi. Sao bảo chọn màu đen? Đây, mỗi ô 5 viên. 3, 4, 5 này. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, mỗi ô mình sẽ giải 5 viên nhá. Còn đâu mình sẽ đáp hết vào quan. Đây, đáp hết vào quan bên này. Đáp hết vào quan bên này. Đó, dồn hết vào quan. Rồi, nhà đâu đi ra. Hay là mỗi ô 6 viên đi. Hả? Cho mỗi ô 6 viên. À, mỗi ô 5 viên nó mới chuẩn nhỉ. Đây, 1, 2, 3, 4, 5 này, đúng rồi. Dồn hết vào đây, dồn hết vào quan này. Kia đó. Kìa, trong cái dưới cái dép kìa vẫn còn kìa. Đâu rồi? Cái dép này à? Kìa, nhìn đây. Đây, ok. Ok, rồi nhá, chơi, bây giờ ai đi trước? Bạn đưa tì. Vì nào? Nào, xùn xì. Anh đi trước, bạn ơi, thằng đi trước nhá. Nào, đi ô này. Bên nào đi, giải bên này hay bên này? Bên này đi. 1 này, 2 này, 3, 4, 5. Lấy 5 con của nhà Lam. 1 này, 2 này, 3, 4, 5. Ui, ăn đúng bên mình luôn các bạn này. Ăn đúng bên mình luôn. Được 5 viên đầu tiên luôn. Đi siêu, siêu. Mới đi một lượt đã ăn được rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ôi, thằng Nam cũng ăn được rồi này. Nam cũng ăn được 5 viên rồi. Không sao. Ê, mình ơi, lên bên này. Mình ăn 5 viên nhà mình nữa này. Ôi giời ơi, được 10 viên này. Ê, à 12 viên rồi. Wow. Mình phải cầm vào tay mới được. Yeah. Đi tiếp đi. Giải tiếp đi. Ui. Đây. Ủa, một viên sang bên kia rồi. Nhặt lên. Trời ơi, đi đi cứ phải tính. Lam là con đá thằng chấu chết bên cạnh dậy nữa này. Tính đâu thế? Cô này á. Cô nào? Đi đi. Trời ơi, tính đâu thế nhỉ? Một,
2 3 4 5 6 7 mắc luôn. Đây, mình sẽ điêu này nha. 1 này. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Ui, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11. Wow, ăn mỗi một viên. Ăn mỗi một viên. Ôi, mày ăn bao nhiêu rồi? Làm ăn đi tí. Tiếp đi. Một đọc. Rồi. 2 rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, ăn với 3 viên. Mày dám viên à? Đi thôi, đánh chết rồi. Ở đây, ai đâu mày phá? Ừ, đúng rồi. Ấy ra không có lẫn này. Ấy không có lẫn này. Bây giờ đây. 1, 2, 1. Chó ăn mỗi 1 viên. Ăn mỗi 1 viên. Ăn mỗi 1 viên. Tiếp. Anh tập cho mình giải quân đây là nào. Ê, tính nhiều thế. Ui, coi bên mình còn mỗi 3 viên này, 4 viên này. 1, 2, 3, 4 này. Còn 4 viên 2 ô luôn này. Hỏng quan bao nhiêu luôn. Đi hẳn hoi nhá. Yep. Tập, tịt luôn nào. Không. Chết. Đây nhá. Phải rồi, phải rồi, phải rồi. Ô, mày không phá bên mày đi. À, bây giờ mình sẽ đi này. Rồi. 1 2 3 4. Wow, ăn hết nhà Lam luôn này. Ăn hết nhà Lam luôn. Lam sắp thua rồi. Nào. Bây giờ như nào ta? Rồi. Ừ, đúng rồi. Con này ra đây. Ăn luôn. Ôi con ơi, Lam phải giải rồi. Lam phải giải quân dự phòng rồi này. Tải tên đi. Một đập ăn một. Một. Một đập ăn một à? Cho rồi mình có hết rồi này. Tại bên đây. Ôi, mình sắp phải giải 5 quân dự phòng rồi. Mới đập. Ui. Wow. Thì nhớ. Ôi, bạn ơi, thằng Lam ăn hết sạch quan của mình rồi nè. Ôi, quên, mẹ đập ngược lên quan được đây không nhỉ? Không nhỉ, đúng rồi. Ăn quân trái ghê. Ăn 2. Rồi, bây giờ mình sẽ giải quân dự phòng. Ăn 2. Trời đất. Được giải chưa? Được giải chưa? Được giải chưa? 1, 2, 3, 4, 5. Ui, mình sắp sửa ăn qua đây này rồi các bạn ơi. 1, 2. Ui, như nào rồi ta? Trời ơi. À. Ui, các bạn ơi. Ăn 1 nhá. Nam, thằng Nam kiểu gì nó cũng ăn hết quan bên này rồi. Mình thua này này. Đó, mình chỉ ăn được 1 thôi. Ngay mà. Wow. Mới làm ăn hết sạch quan bên này rồi. Ôi. Hết rồi đâu nữa, hết quan rồi, vẫn còn đây. Vẫn còn quan. Ăn một. Ăn một duy nhất. Hết. Hết. Ok các bạn ơi, mình thua thì bây giờ mình phải cõng thằng Nam từ đầu này, từ đầu này ra đầu kia thôi. Từ đầu này ra kia thôi. Không. Ngồi lên. Go. Mày lặng ấy. Rồi, xong. Ok các bạn ơi, thì cái trò chơi của mình đến đây là kết thúc rồi nhá. Và cảm ơn tất cả các bạn xem cái video này của Thắng. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ thì bye bye.